có việc tôi đi ra bên ngoài. Tôi cũng chưa chuẩn bị về cái nội dung nói chuyện như buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì tôi muốn chia sẻ với quý vị một nội dung mà tôi nghĩ rằng là mọi người cũng đang đã và đã đọc được cái thông tin hồi chiều nay đó trên báo, các báo Thanh Niên, báo Người Lao Động, báo Tuổi Trẻ và các báo khác có đăng tải một cái nội dung, đó chính là việc chị Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo, đúng không quý vị? Đây là một thông tin mà tôi cho rằng là rất là nhiều anh chị khá bất ngờ, bởi vì chị Hằng không có viết cái đơn kháng cáo từ trong trại giam gửi ra cho cơ quan chức năng. Về mặt nguyên tắc á, thì mình có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên bố cái bản án, tôi nhớ là ngày 21 thì phải. Câu chuyện đặt ra đó chính là đã hết 15 ngày, tính luôn thứ bảy và chủ nhật là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, thì những người được xem là bị can bị cáo thì buộc lòng phải viết một cái lá đơn gửi cho trại giam. Từ đó trại giam mới đóng dấu ký tên rồi mới gửi cho bên chỗ của tòa án, thì lúc đó người ta mới thụ lý cái việc mình kháng cáo rồi mới đưa lên xét xử ở cấp phúc thẩm. Tuy nhiên thì thông tin được đưa ra bởi báo Lao Động, báo Người Tuổi Trẻ và các báo khác thì có đăng một nội dung là bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo. Điều đó dưới góc nhìn của pháp luật thì chính thức là chị Hằng đã từ chối cái quyền mà pháp luật cho phép mình làm, và chị Hằng đã chấp nhận với cái bản án của mình được tuyên. Và xin thưa với quý vị rằng là tôi sau khi mà tôi nghe thông tin này đó thì tôi cũng không có bất ngờ đâu, thật sự là tôi không bất ngờ. Bởi vì như thế nào, một chút nữa tôi sẽ chia sẻ cái cảm nghĩ của tôi, cái suy nghĩ của tôi cho quý vị nghe. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo được đăng vào 4 giờ 31 phút chiều ngày 8 tây tháng 10 năm 2023, được đăng trên báo, đây chính là báo Người Lao Động. Ngày 8 tháng 10, hết 15 ngày kháng cáo bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Theo đó, bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo mức án 3 năm tù mà hội đồng xét xử đã tuyên trong phiên sơ thẩm ngày 21 tháng 9 vừa qua. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 5 đơn kháng cáo bản án hình sự tuyên ngày 21 tháng 9, vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm gây ra. Trong đó có 4 đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ các đồng phạm của các bị cáo Hằng gồm Đặng Anh Quân, 45 tuổi, tiến sĩ luật, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, cùng là nhân viên của bị cáo Hằng. Một đơn kháng cáo từ bà Đinh Thị Lan, là người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan. Ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù, ba đồng phạm Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cùng 1 năm 6 tháng tù. Cáo trạng thể hiện bị cáo Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh mạng xã hội xâm phạm đến danh dự của 9 người gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai rằng những thông tin bị cáo nói trên livestream là do nằm mơ, đọc trên mạng, chưa được kiểm chứng. Các buổi livestream của bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất có đến 610.355 lượt xem, 14.000 lượt thích và 5.021 lượt bình luận. Tại Bình Dương thì cũng là liệt kê một số các thông tin. Trong vụ án này, bị cáo Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Trong đó, Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân. Ngoài ra, ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà
Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội vào Internet, thông báo thời gian, chủ đề livestream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để các bị cáo Nguyễn Phương Hằng livestream và đăng tải các bài viết lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hằng. Và đó chính là nội dung đầy đủ nhất từ các trang báo chính thống mà tôi mới vừa chia sẻ với quý vị. Và nội dung cụ thể hơn đó chính là việc chị Nguyễn Phương Hằng không có kháng cáo. Theo như quý vị thì sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đó thì quý vị thấy chị Hằng được tòa án tuyên một bản án mà với góc nhìn của pháp luật đó, thì nó rất là có lợi cho phía chỗ của chị Hằng, là được vào cái khung là 3 năm tù. Nó được rơi vào trường hợp đó chính là có khả năng kháng cáo để xin những cái mức án nó nhẹ hơn, như tôi đã vừa phân tích ở các cái video trước. Thế thì câu chuyện đặt ra, tôi cũng rất hy vọng ở thời điểm đó, sau khi mà có cái bản án rồi thì phía chỗ chị Hằng sẽ làm đơn kháng cáo để cho mình có những cái điều kiện tốt hơn về cái mức khung hình phạt. Tôi thật sự ra thì cảm nhận của tôi rằng là chị Hằng sẽ làm đơn kháng cáo, sẽ làm đơn. Nhưng mà sau 10 ngày thì tôi vẫn chưa thấy bất kỳ một cái thông tin nào về cái việc kháng cáo hết. Thì quý vị cũng biết á, là luật sư đã làm xong cái vai trò của phiên tòa sơ thẩm rồi, thì bản thân những luật sư họ cũng không được gặp các bị can bị cáo. Bởi vì khi đó tòa án đã trích xuất bị can bị cáo ra khỏi trại giam, và sau khi kết thúc cái phiên tòa sơ thẩm thì chỗ các bị can bị cáo sẽ được đưa về trại giam là trực thuộc quyền quản lý của trại giam lại. Và khi đó luật sư cũng đã hết cái nghĩa vụ của mình đối với công việc tại phiên tòa. Và cái việc mà gặp chị Hằng hay là trao đổi thêm đó thì chỉ có chỗ là anh luật sư Hồ Nguyên Lễ có thể gặp mặt được mà thôi. Nhưng mà về nguyên tắc là anh Lễ đã kết thúc cái phiên tòa sơ thẩm rồi, là kết thúc một cái vai trò tố tụng trong một cái nội dung công việc rồi. Để có thể tiếp tục công việc đó thì nó phải lên đến là thụ lý của phiên tòa phúc thẩm. Cho nên vì vậy cái việc tiếp xúc để tìm hiểu thông tin về phía chỗ chị Hằng cực kỳ là khó. Cho nên vì vậy là sau khi mà qua 10 ngày đó mà tôi chưa thấy được thông tin chị Hằng kháng cáo, thì bản thân tôi có một cái suy nghĩ, có thể là chị Hằng sẽ không kháng cáo. Đó là suy nghĩ của tôi. Bởi vì lúc đó tôi suy nghĩ như thế này nè. Khi mà bước ra khỏi cái phiên tòa đó thì tôi có nói với chị Hằng, anh Quân và Nhi Hà Tân là làm đơn kháng cáo đi. Bởi vì nó nằm trong một cái khung mà nhà nước cho phép mình một cái quyền, đó chính là quyền kháng cáo để giảm nhẹ cái hình phạt của mình. Nó nằm trong cái gọi là cái suy nghĩ, và nó nằm trong cái tính toán, cái điều kiện để mình được giảm án. Nhưng mà sau khi tôi nói rồi đó thì không biết như thế nào thì chị Hằng lại không kháng cáo. Anh Quân thì và ba người khác thì có kháng cáo. Tôi chờ mãi mà cũng không thấy được báo chí đăng về cái lá đơn của chỗ chị Hằng. Thì lúc đó tôi thật sự mà nói thì tôi có một cái suy nghĩ khác đi một chút, là chị Hằng chị ấy không kháng cáo, ngày này qua ngày nọ tôi chờ. Thì bây giờ tôi thấy báo đăng như vậy đó thì tôi lại có một cảm nhận rằng là có thể là tôi suy nghĩ đúng, là chị Hằng dám chơi và dám chịu. Dám chơi và dám chịu. Bởi vì về một cái góc độ nào đó, chúng ta thấy đó, kháng cáo là để xin giảm nhẹ hình phạt. Quý đồng ý với tôi không? Khi tòa ban hành một bản án mà chị Hằng đã nhận cái sai của chị Hằng, cho nên vì vậy là thừa nhận là mình đã vi phạm. Và cái việc mà mình kháng cáo là mặc dù pháp luật cho phép, nhưng mà chị Hằng cũng vẫn giữ cái quan điểm của mình là dám chơi là dám chịu, và thua là chung. Kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt thì cái đó cũng là một cái bước là đi xin, đúng không? Kháng cáo là để xin giảm nhẹ hình phạt chứ không kháng cáo kêu oan. Cho nên ở đây đó là từ phiên tòa sơ thẩm đó là chị Hằng đã thừa nhận chị Hằng sai, nhưng cái sai của chị Hằng nó xuất phát từ đâu
thì mọi người chắc ai cũng đã biết hết cái sai của chàng, nó xuất phát từ cái người khác cũng công kích chị ấy, cho nên mới có cái sai này. Đồng ý với tôi không? Cho nên vì vậy, mặc dù là được quyền đó, nhưng mà chị Hằng đã từ bỏ cái quyền kháng cáo. Chị Hằng từ bỏ cái quyền kháng cáo. Và điều đó nó rất phù hợp với tính cách của chị Hằng, là dám chơi và dám chịu, và thua là chung. Chúng ta phải nhìn nhận ở góc độ đó. Dĩ nhiên đó là cái quyền. Cái quyền thì ai cũng có quyền xài nó, sử dụng nó. Mà người ta cũng có một cái quyền nữa, đó chính là không xài nó, không sử dụng nó. Ở đây là tôi rất nể chị ấy ở một chỗ, đó chính là mặc dù có quyền nhưng mà chị ấy không xài cái quyền đó. Thua là chung, không xin. Đó là tính cách của chị ấy. Theo quý vị, tôi chỉ phân tích dựa trên những gì tôi biết được. Tôi phân tích dựa trên những gì mà tôi thấy được và tôi cảm nhận được. Đúng không? Thì báo chí đã đăng rồi đó, không có đơn kháng cáo của chị Hằng. Thì tôi nhìn một góc độ ngược lại, như vậy là chị ấy đã bỏ đi cái quyền mà pháp luật cho phép chị ấy làm, đó chính là cái quyền kháng cáo của bất kỳ một cá nhân nào cũng được nhà nước cho phép hết. Nhưng mà chị ấy đã không cần dùng đến nó. Chị ấy chấp nhận là thêm 18 tháng tù nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải nhìn nhận như thế này, 18 tháng đó cộng với 18 tháng đã qua là 36 tháng, là 3 năm. Nhưng rõ ràng xét về câu chuyện pháp luật khác nữa thì chị ấy đã được đưa vào một cái tình huống là đã chấp hành được một phần cái bản án rồi. Cho nên là 18 tháng còn lại đó, chị ấy phải không có ở hết 18 tháng đâu, mà chị ấy sẽ được giảm án theo như là các quy định pháp luật. Ví dụ nè, 2 tháng 9, lễ Tết, 30 tháng 4, hoặc là các cái việc mà giảm án, đặc xá, đại xá, ân xá của những cái chương trình mà nhà nước đã đưa ra từ trước. Ví dụ như là một cái vị tổng bí thư, một cái vị chủ tịch nước được quyền ban hành, khi mà họ nhậm chức thì mình được quyền những cái đợt là hưởng, những cái đợt là đại xá, ân xá, đặc xá. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chị Hằng, chị ấy vẫn sẽ chấp hành thêm, và một thời gian ngắn hơn 18 tháng chị ấy vẫn quay trở về với xã hội để tiếp tục cái công việc là thiện nguyện của mình. Đúng không? Tôi rất xúc động là khi mà ông thẩm phán Bùi Đức Nam có hỏi một câu hỏi liên quan đến chị Hằng đó, thì ông ấy nói rằng là nếu mà bây giờ á bị cáo mà về sớm đó thì bị cáo làm gì? Thì chị Hằng có nói rằng là tôi mong muốn về sớm để tôi tiếp tục làm công tác thiện nguyện của tôi. Đó là một trong những một cái điểm mà tôi rất là ghi nhận ở chỗ chị Hằng, là cái mong muốn đó là chị ấy vẫn muốn tiếp tục quay trở về với người dân, những đứa bé bị mổ tim, những đứa bé bị não uống thủy. Đúng không quý vị? Có anh Lập Nguyễn nói rằng là thua thì phải chung rồi, nói làm gì quề vốn. Ở đây là chúng ta đang phân tích dựa trên cái tính cách của chị Hằng với những gì mà báo chí đăng. Chứ ở đây thì tôi đâu có nói rằng là không kháng cáo, thua phải chung, thì cái đó là chuyện rất là bình thường, ai cũng biết hết. Chúng ta ở đây là chúng ta đang phân tích về tính cách của một nhân vật. Chúng ta phân tích về tính cách của một người, đúng không? Xem kênh của tôi mà lại nói như thế này thì có vẻ là không hiểu được ý nghĩa của kênh của tôi. Dĩ nhiên là thua là phải chung, mà có những người thua là không chung đấy. Có những người thua là không chung đấy. Ví dụ câu chuyện của Thiền Em đi, quý vị thấy đó, cũng là vụ án 331. Thế thì có những người ở Thiền Em họ thua đấy, nhưng mà họ có chung đâu, đúng không? Cho nên tôi phân tích ở đây là có những người tính cách họ rất là khác biệt, và họ chấp nhận làm là chịu và thua là chung, giống như chị Hằng. Pháp luật cho phép chị ấy có cái quyền, nhưng mà chị ấy lại từ bỏ cái quyền đó. Đó là tính cách hay đó chứ, dám làm dám chịu, đúng không?
cái đó đó nó giống như hồi trước đây chị ấy hay nói là gì, trên nét như Sony được mấy ai như vậy. Tôi nói cho nghe, theo như tôi phân tích trước đây đó, bản án mà 3 năm của chị ấy đó là xét theo góc độ pháp luật đó, chị ấy có cơ hội xin giảm án đó, và chị ấy có quyền là thực hiện một phần cái công việc của mình là đi đóng cái tiền 36 triệu mà tòa án đã tuyên chị ấy phải bồi thường cho những người khác là 36 triệu. Cầm cái biên bản nhận tiền đó của phía tòa án mà chị Hằng đóng tiền vào, thì cộng với mức án được tuyên 3 năm, chị ấy vẫn có quyền xin giảm án tiếp tục. Có cơ sở đấy. Bởi vì một trong những cái điều kiện xin giảm án là gì? Là khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại. Chị Hằng chỉ cần là đóng thêm 36 triệu thôi là chị ấy có thêm một cái điểm, là một điểm cộng mới nữa là gì? Là khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Đối với chị ấy 36 triệu nó không có lớn, một số tiền nó khá nhỏ, đúng không? Nhưng chị ấy không làm, không xin giảm nhẹ tội, chấp nhận bản án. Đó chính là tính cách dám làm dám chịu, dám chơi dám chung. Có mấy anh chị nói là tôi xem lại điều mà điều 345 là 300 mấy gì của luật đó. À, xin thưa, ở đây là có lẽ là quý vị là chưa hiểu hết ý của tôi. Alo. À, có lẽ là quý vị là chưa hiểu hết ý của tôi. Tôi chỉ phân tích về cái tính cách thôi, chứ tôi không phân tích pháp lý của ngày hôm nay. Theo quý vị ha. Phân tích pháp lý nó nằm ở một buổi nói chuyện khác. Còn buổi nói chuyện hôm nay tôi chỉ phân tích dựa trên những gì báo chí đăng, và tôi phân tích dựa trên những gì là tính cách. Đó, cho nên là mình phải tách bạch ra giữa hai cái chuyện tôi phân tích và tôi bình luận về pháp luật, hoặc là tôi bữa hôm nào mà tôi chia sẻ về pháp luật đó, nó lại là câu chuyện khác. Còn câu chuyện hôm nay chúng ta chỉ gói gọn trong cái việc là tính cách, đúng không? Mình khác nhau, không thể nào mà nói nó rộng quá được, đúng không quý vị? Cho nên là có mấy anh chị là nói về điều luật này điều luật kia đó, là xin thưa là nó sẽ nằm ở một cái câu chuyện khác, đúng không? Nó nằm ở câu chuyện khác. Còn có người hồi nãy tôi nghe mọi người nói á, chị Hằng kháng cáo này kia đó, là tôi không xác nhận thông tin đó. Bởi vì bản thân của tôi là người tham gia phiên tòa, đúng không? Mà tôi còn chưa có công bố, hay là tôi chưa có thông tin bất kỳ một thông tin nào. Có nghĩa là tôi đang nói ở góc độ là tôi là người tham gia trực tiếp, mà tôi còn không biết, hoặc là tôi còn chưa biết tin tức đó nó ra sao, mà có người không tham gia phiên tòa mà người ta còn nói rằng là có kháng cáo. Thì tôi cho rằng mọi người khi xem tin tức á, mọi người cũng nên đặt cho mình một cái niềm tin vào một cái kênh YouTube, hoặc là một cái trang báo, một cái trang thông tin nào đó mà chúng ta phải tin cậy về thông tin họ đưa ra, đúng không? Tôi thì hay khuyên như quý vị đó, mình bị bệnh thì nên đi bác sĩ, mình mà gặp vấn đề pháp lý mình tìm luật sư, mình mà xây nhà đó là mình phải tìm đến kiến trúc sư hoặc là kỹ sư xây dựng để họ cho mình cái lời khuyên về chuyên môn. Còn bây giờ bản thân của tôi là người tham gia trực tiếp vào vụ án mà tôi còn chưa có
dám đưa ra một cái thông tin gì cả, mà những người không tham gia vụ việc mà lại họ lại đưa ra thông tin, thì tôi cho rằng là quý vị cần phải xem xét lại cái nguồn thông tin của họ đưa ra, đúng không? Cho nên là thông tin đó, báo chính thống đăng đó, chúng ta phải có một cái niềm tin vào các trang báo chính thống. Nhưng mà sau khi đọc báo rồi, chúng ta bằng một cái kiến thức của mình, chúng ta phải xác nhận, đánh giá tình huống, và dựa trên những gì thực tế chúng ta biết, chúng ta sẽ có cái nhận định riêng của mình. Còn bây giờ ai lên mạng xã hội cũng có quyền đưa thông tin hết, nhưng mà thông tin của họ có kiểm chứng đâu? Thông tin họ là lấy cái cơ sở từ đâu? Hay là họ cứ lên mạng rồi họ phán bừa như vậy, rồi chúng ta lại đi tin một cái thông tin mà trên mạng ai cũng nói được hết, thì cái đó rất là nguy hiểm nha quý vị. Cái đó rất nguy hiểm nha. Cái đó giống như là mình đang bị nhức đầu sổ mũi gì đó, rồi mình không đi bác sĩ mình khám, rồi mình tự lên mạng mình Google search, rồi mình suy luận ra rằng là mình bệnh gì, thì cái đó rất là nguy hiểm ha. Rất rất nguy hiểm. Nhưng mà ở đây đó, nó có một cái trường hợp như thế này nè, quý vị thấy nè. Có một cái điểm đó là anh Quân đó, hiện tại là xin là kháng cáo để xin giảm án. Tôi đang nói về thông tin chính thống nha, chứ tôi không có nói về cái việc là câu chuyện mà sâu xa. Tôi đang bàn trên câu chuyện là chính thống, là theo báo chí đưa tin là anh Quân đó là kháng cáo xin giảm án đó, đúng không? Nếu như mà anh Quân vẫn giữ quan điểm như là phiên tòa sơ thẩm, thì anh Quân sẽ làm đơn kháng cáo là kêu oan. Nhưng quý vị thấy nè, anh Quân đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án. Đấy, nó có nhiều điểm lắm, nhưng mà bản thân tôi thì không tiện, tôi không tiện phân tích cho quý vị hiểu hơn thôi. Bởi vì nó có những cái mà sâu xa thì tôi không chia sẻ được. Hay quý vị ha. Nhưng mà chúng ta cứ hy vọng đi, hy vọng là chỗ của anh Quân đó, rồi Hà, rồi Tân, rồi Nhi sẽ được cơ quan chức năng cấp trên xem xét. Tôi tin là như vậy. À, chị Bùi Xuân Thắm có hỏi là luật sư có thấy buồn khi chị Nguyễn Phương Hằng từ bỏ cái quyền của mình không? Có cảm thấy buồn. Bởi vì như thế này nè, pháp luật cho phép chúng ta có các cái quyền và các cái nghĩa vụ, thì song hành giữa quyền và nghĩa vụ đó, chúng ta được quyền là lựa chọn. Nghĩa vụ là bắt buộc chúng ta phải làm, còn cái quyền đó chúng ta có chọn hay không chọn là do bản thân chúng ta, đúng không? Cho nên vì vậy đó, ở đây thì chị Hằng chế có cái quyền, nhưng mà chị ấy không sử dụng thì mình cũng hơi buồn. Nhưng mà mình phải tôn trọng cái quyết định của chị ấy, bởi vì chị ấy có suy nghĩ riêng của chị ấy. Chị ấy có suy nghĩ riêng của mình, thì mình phải tôn trọng quyết định đó.
Thì đó là thông tin chính thức. Tôi muốn chia sẻ ngắn gọn với quý vị thôi. Còn mà chính xác hơn nữa đó, thì tôi tin rằng là một thời gian tới đó, thì sẽ có nhiều cái thông tin từ báo chí chính thống đưa ra. Hồi nãy có một số anh chị nói rằng là tin báo chính thống, mà báo chính thống đó là còn bị phạt đúng không? Xin thưa với quý vị, bất kể một cái ngành nghề nào, sẽ có những cái việc mà do sơ suất, không có cái gì tuyệt đối cả. Trên cuộc sống này á, nó không có cái gì mà gọi là tuyệt đối 100% hết đâu. Nó chỉ tương đối khoảng là 99% là đã may mắn lắm rồi. Cho nên cái việc tôi khuyên với mọi người đó, chúng ta tìm hiểu cái nguồn tin chính thống để chúng ta tin. Và sau khi mà tìm hiểu nguồn tin đó rồi, bằng kiến thức của mình, quý vị phải thẩm định lại nội dung đó, hẳn tin hay không tin. Chứ không phải rằng là chúng ta cứ là bê ầm ầm những cái gì mà chúng ta nghe được, rồi chúng ta tin một cách nó mù quáng là không đúng. Đúng không quý vị? Mình mua một cuốn sách ở ngoài tiệm, tuy nhiên đôi khi những cuốn sách đó người ta tái đi, tái bản đi, tái bản lại nhiều lần. Đôi khi người ta sửa cuốn sách đó, thì nó sẽ có những điểm nó sai. Thì mình đọc từng cái trang chữ trong cuốn sách đó, mình phải là cái người nắm bắt được cái nguồn ý từ cái con chữ trong cái cuốn sách đó, để chúng ta có thể là hiểu được nó. Đôi khi cuốn sách đó mà chúng ta đọc lào lào, chúng ta không kiểm chứng lại, thì rõ ràng là thông tin chúng ta được tiếp nhận từ cuốn sách đó nó không chính xác. Đúng không? Tôi nói rất rõ là mình phải tin vào cái nguồn thông tin chính thống từ phía nhà nước. Rồi bằng kiến thức của mình phải xác minh lại nó. Chứ tôi không có khuyên quý vị, với quý vị rằng chúng ta tuyệt đối tin 100% những gì chúng ta nghe, đọc, thấy, thì cũng không nên vội. Mình tìm hiểu nhưng phải xác định lại ha. Còn một số anh chị nói rằng là báo chính thống còn bị phạt. Xin thưa rằng ở cuộc đời này ai cũng sẽ có những lần sai sót và sơ suất, đâu có cái gì tuyệt đối đâu, đúng không? Rồi, thôi thông tin hôm nay là tôi muốn chia sẻ với quý vị vậy thôi. Ngày mai hy vọng là chúng ta, ngày mai là chúng ta sẽ gặp nhau vào câu chuyện của Hồng Loan tiếp tục ha quý vị. Tại vì hôm nay là tôi đi công việc, giờ này tôi cũng chưa về tới nhà nữa, cho nên là tôi chỉ nói được thông tin đến đây thôi. Cũng hy vọng chia sẻ được với quý vị phần nào. Và ngày mai chúng ta tiếp tục quay trở lại cái câu chuyện drama của chỗ của chỗ Hồng Loan hay có gì ha. Cái chỗ mà chị Mai Nguyễn nè, luật sư nói như không nói là sao? Là ý chị muốn nghe tôi nói cái gì? Ý chị muốn nghe tôi nói là chị Hằng phải kháng cáo ha, hay là ý chị muốn nghe rằng là bà Hằng không có quyền kháng cáo? Giống như là một trận đấu bóng đá vậy đó, chúng ta biết kết quả hết rồi đúng không? Thông thường quý vị coi đá banh đi, quý vị thấy á, là trận đấu bóng đá họ đã đá xong hết rồi, biết thắng biết thua rồi, đúng chưa? Nhưng mà sau đó người ta vẫn có được những cái buổi, đó chính là những cái buổi bình luận về lý do trận đấu, vì sao nó đi theo cái hướng này, rồi vì sao nó đi theo hướng kia. Đó chính là người ta phân tích bình luận về cái sự việc đã diễn ra, đúng không? Chứ đâu có phải rằng là tôi là thiên thần hay gì đâu mà tôi đoán trước tình huống. Bởi vì tình huống là do người khác tạo ra chứ tôi có tạo ra đâu. Mà tình huống đó được tạo ra rồi, tôi sẽ phân tích dưới góc nhìn của tôi, hoặc là dưới góc nhìn của pháp luật. Và trong bài nói chuyện hôm nay là tôi đang phân tích dựa trên cái tính cách của nhân vật, dựa trên cái tính cách của người trong cuộc, và dựa vào câu chuyện pháp luật thì tôi phân tích mà. Ở đây đâu có ai là khẳng định bất kỳ một điều gì đâu ha.
À, có anh chị mới hỏi rằng là mới lượt đi còn lượt về hả? À, lượt về là Sài Gòn chứ. Bởi vì là chúng ta thấy rõ ràng là ở trên cái phiên tòa cũng như là trên cái báo chí có đăng rất là rõ đó. Những người nào mà nói xấu, tiêu cực với chị Hằng thì cơ quan chức năng sẽ xử lý trong thời gian tới mà. Đúng không? Cơ quan chức năng sẽ xử lý trong thời gian tới chứ đâu phải là không xử lý đâu. Rồi thôi ha, chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc ha. Chúc quý vị có một tuần mới làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại.